Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tâm Tài Nghệ An. Chương trình do Quỹ Tâm Tài Nghệ An phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An thực hiện. Chương trình được phát sóng vào 22 giờ thứ ba tuần thứ nhất và 21 giờ thứ ba tuần thứ ba của tháng trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Đài Truyền hình Cáp Thành phố Hồ Chí Minh và Truyền hình Cáp Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khách mời của chương trình ngày hôm nay đó là thầy giáo Đậu Văn Mùi, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Xin cảm ơn thầy đã đến tham gia cùng với chương trình. Và để có thêm những thông tin chi tiết về trường, sau đây mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với một phóng sự ngắn của chúng tôi. Tiền thân của trường chuyên Phan Bội Châu là các lớp chuyên toán, chuyên văn đầu tiên ra đời cuối thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Do điều kiện chiến tranh, các lớp chuyên toán, chuyên văn phải sơ tán nhiều nơi, và trong khó khăn gian khổ đó, nhiều bà con chính quyền địa phương cũng như nhiều mái trường ở Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Yên Thành, Quỳnh Lưu đã cưu mang, chở che, đùm bọc thầy và trò các lớp chuyên toán, chuyên văn đặc biệt này. Ngày 15 tháng 10 năm 1974, trường Năng khiếu Phan Bội Châu chính thức ra đời nhằm thực hiện một nhiệm vụ bức thiết là chuẩn bị nguồn nhân lực trí tuệ để phục vụ cho tương lai đất nước sau khi chiến tranh kết thúc. Sau 4 lần di chuyển địa điểm từ Diễn Thành, Diễn Châu vào Hưng Lộc, thành phố Vinh và về địa điểm hiện nay, mặc dù khó khăn, thiếu thốn, nhiều lớp học trò vẫn giành được các giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Hiếm có mái trường nào trên mảnh đất hình chữ S này lại có thành tích đào tạo nhân tài đáng nể như trường Phan. Thời các lớp chuyên văn, chuyên toán, lớp nào cũng có từ 2/3 học sinh được đi học nước ngoài. 40 năm trường chuyên Phan Bội Châu có tới 26 học sinh tham gia và đạt giải trên các đấu trường trí tuệ quốc tế và khu vực. Có em giành tới 3 huy chương vàng như Nguyễn Tất Nghĩa. Số học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, số học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi đại học hàng năm luôn nằm trong top đầu của cả nước. Năm học 2013-2014, trường xếp thứ nhất toàn quốc về số học sinh giỏi quốc gia. Năm nào cũng vậy, trong các lễ tuyên dương học sinh giỏi quốc gia và học sinh đỗ đại học điểm cao của tỉnh Nghệ An, cái tên trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu được xướng lên không biết bao nhiêu lần. Từ mái trường này đã có hai anh hùng lao động, hàng chục giáo sư, hàng trăm phó giáo sư, tiến sĩ, nhiều nhà nghiên cứu, nhiều cán bộ cao cấp trong các cơ quan đảng, nhà nước, chính phủ và chính quyền địa phương, nhiều nhà báo, nhà văn, doanh nhân thành đạt. Với vai trò, vị thế và những đóng góp của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, trường chuyên Phan Bội Châu vinh dự được dành tặng nhiều phần thưởng cao quý của đảng và nhà nước. Huân chương lao động hạng nhất, huân chương độc lập hạng ba và danh hiệu anh hùng lao động. Đây là vinh dự tự hào nhưng cũng là trọng trách đối với thế hệ thầy và trò trường Phan hôm nay. Thưa thầy Đậu Văn Mùi, là năm 2013 thì trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động, và mới đây là nhà trường cũng được Quỹ Tâm Tài Nghệ An vinh danh tặng thưởng. Đó là niềm vui đầu tiên mà chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị khán giả, cũng như là xin được chúc mừng cho tập thể nhà trường. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm lại đôi nét về quá trình xây dựng cũng như là trưởng thành của nhà trường. Xin chào anh Hữu Hưng, xin chào quý vị khán giả. Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1974 trên cơ sở hợp nhất các lớp chuyên toán có từ năm 65, chuyên văn có từ năm 69, được học tại Thanh Chương và Đô Lương. Lúc đầu trường có 6 lớp, hiện nay trường có 33 lớp, mỗi lớp một môn chuyên. Số lượng cán bộ giáo viên hiện nay là 107 người, trong đó có 58 đảng viên, 2 tiến sĩ, 2 người đang làm tiến sĩ, 80 người là thạc sĩ. Qua quá trình phấn đấu và trưởng thành của nhà trường á, thì trường luôn luôn nằm trong top đầu của cả nước về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, rồi thi đại học đạt điểm cao hàng năm. Chính vì những cái thành tích nổi trội của nhà trường mà trường đã được Thủ tướng Chính phủ 2 lần tặng cờ thi đua, Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, huân chương độc lập hạng ba. Và đặc biệt năm 2013, vào tháng 5 năm 2013, thì trường được vinh dự nhận cái danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Các cái thành tích nổi bật, vững chắc và bền vững của nhà trường về mặt học sinh giỏi, về mặt thi đại học là đã khẳng định trường chuyên Phan Bội Châu là trường nằm trong top đầu của hệ thống trường chuyên của cả nước, và đã trở thành danh xứng tự hào của giáo dục Nghệ An
của tỉnh Nghệ An trong toàn quốc được bạn bè trong nước và quốc tế quý mến trân trọng. Vâng. Có được cái bề dày thành tích như ngày hôm nay thì theo thầy xuất phát từ cái nhân tố nào? Báo cáo với anh và quý vị khán giả, để có được những thành tích như thế đó, thì theo tôi là có mấy cái nhân tố cơ bản như thế này. Thứ nhất là truyền thống hiếu học. Sự nghệ minh có truyền thống hiếu học và có nhiều người học giỏi. Thứ hai là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên nhà trường đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, chung trí tuệ. Cái phẩm chất này đã trở thành một cái nét khác biệt của nhà trường qua các thế hệ và được nhiều trường chuyên của tỉnh bạn đến tham quan, học hỏi và tìm hiểu. Cái thứ ba là nghị lực, ý chí, năng lực của học sinh. Học sinh các thế hệ trường chuyên Phan Bội Châu khiêm tốn, tự tin, có ý thức tự học, có khát vọng và có nhiều ước mơ. Thứ tư là tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các ban ngành các cấp, các địa phương nơi trường đóng, các tổ chức đoàn thể, các cá nhân trong và ngoài nước có sự chăm sóc đặc biệt đối với mái trường, đối với việc đào tạo các cái mầm non tài năng cho quê hương đất nước. Vâng, xin cảm ơn thầy. Là một trường có cái bề dày thành tích, đặc biệt là có rất nhiều những em học sinh đã giành được cái giải thưởng từ các cái kỳ thi quốc gia cũng như là quốc tế. Vậy thì công tác khuyến học khuyến tài của nhà trường đã tập trung vào cái vấn đề gì để có được cái môi trường học tập thật tốt cho các em? Cái công tác khuyến học khuyến tài của nhà trường trước hết tập trung vào việc là tổ chức thực hiện tốt nhất các chính sách chế độ mà nhà nước rồi tỉnh đã ban hành dành cho học sinh trường chuyên Phan Bội Châu và đội ngũ thầy cô giáo trường Phan Bội Châu. Thứ hai là tập hợp các cái lực lượng xã hội, các tổ chức, cá nhân, đoàn thể trong và ngoài nước để chung sức đồng lòng với nhà trường trong việc là chăm sóc các cái mầm non tài năng của quê hương đất nước. Thứ ba là tạo ra cái môi trường nghiên cứu, phấn đấu, tự học, tự rèn luyện trong nhà trường. Và trong việc này thì cũng xin bày tỏ sự biết ơn đến các thế hệ phụ huynh, các giáo sư, tiến sĩ, các người có cái kinh nghiệm về quản lý nhà nước, rồi nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật đã đồng hành với nhà trường trong cái việc này. Và thứ tư, theo tôi nghĩ cũng là một điều rất là cần thiết, là tạo ra môi trường cho các em để các em chia sẻ tình cảm của mình với mọi người, như là làm từ thiện hoặc là cái thái độ làm việc nhóm hoặc là thương người như thể thương thân trong những đợt cứu trợ bão lụt hoặc là trẻ em khuyết tật nơi cơ nhỡ, để các em có một cái tình cảm ngoài chuyện người ta chăm cho mình thì mình cũng phải chăm sóc cho người mọi người để có một cái tinh thần được rèn luyện, đó là mình vì mọi người. Vậy thì các em học sinh thuộc cái đối tượng có cái hoàn cảnh khó khăn thì trường đã làm gì để giúp đỡ cho các em trong quá trình khắc phục khó khăn để vươn học tập? Bởi vì như theo như tôi biết thì trường cũng đã đón nhận rất nhiều những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Như vậy là đấy là một cái điều mà có thể nói là nhà trường rất tự hào. Ở trường Phan Bội Châu trong các cái thời kỳ và đặc biệt trong nhiều năm gần đây đã làm được một cái điều, tức là không để tất cả những học sinh có năng khiếu, có hoàn cảnh khó khăn mà không được học tại Phan Bội Châu. Hay nói cách khác là tất cả những em học sinh có năng khiếu, có hoàn cảnh khó khăn đều được đưa về trường Phan Bội Châu chăm sóc, nuôi dưỡng, học hành và phát triển. Tôi lấy ví dụ như là em Nguyễn Tất Nghĩa, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất là thiếu thốn, nhưng sự động viên kịp thời của nhà trường, của hội cha mẹ học sinh thì em đã giành được 3 huy chương vàng quốc tế và khu vực. Và tại thời điểm này em đang học tại cái ngành hàng đầu của thế giới, đó là năng lượng nguyên tử tại Mỹ. Rồi em Nguyễn Cảnh Toàn, quê ở Thanh Chương, em là có cái hoàn cảnh là bố mất, rồi mẹ là giáo viên cấp 1, nhưng mà nhà trường cũng chăm sóc đầy đủ, chú đáo để em có cái cơ hội đi thi quốc tế môn tin tại Canada, và tại thời điểm này em đang tu nghiệp tại Hàn Quốc. Hoặc là đặc biệt điển hình như là 3 chị em Đặng Thị Thủy, Đặng Thị Trung, Đặng Trung Tôn, quê ở Yên Thành, bố mất, mẹ làm nông nghiệp, sức khỏe rất yếu, nhà trường cùng báo Tuổi Trẻ rồi báo Công an Nhân dân đã có một cái quỹ gọi là quỹ tấm lòng vàng cho em 38 triệu để duy trì việc học của em tại nhà trường, và kể cả việc duy trì việc học cho em tại trường đại học. Và tại thời điểm này thì em Đặng Thị Thủy vừa tốt nghiệp và thủ khoa trường học viện cảnh sát, nhưng trước đây em khi thi vào em cũng là thủ khoa, còn 2 người em thì đều đang học đại học. Thưa thầy, là có thể nói là công tác vận động nguồn lực xã hội hóa cho giáo dục là hết sức là quan trọng, và vấn đề này thì được nhà trường thực hiện như thế nào và hiệu quả tác động của nó là ra sao?
báo cáo với anh á, là cái việc xã hội hóa giáo dục thì nhà trường đã làm tốt mấy việc như thế này. Việc thứ nhất á, là đã thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh đối với đối tượng là học sinh giỏi và đối tượng thầy giáo giỏi. Cái việc thứ hai á, là nhà trường đã đồng hành cùng với các tổ chức xã hội, các cá nhân trong và ngoài nước, các thế hệ phụ huynh đã chăm sóc được là các em và chung sức để tạo nên một cái chất lượng của nhà trường. Thì năm 2013, một cái điều rất là phấn khởi đối với cái giáo dục của tỉnh Nghệ An và các cái lĩnh vực khác, đó là sự ra đời của quỹ tâm tài. Tôi cho rằng cái quỹ tâm tài ra đời, thứ nhất là nó đúng thời điểm, thứ hai nó mang tính chuyên nghiệp. Chính vì cái lẽ đó mà nó tập hợp được cái sự đồng cảm rồi hưởng ứng của các tổ chức đoàn thể. Và tôi thấy rằng qua cái đợt phát thưởng lần đầu á, thì cái giá trị lan tỏa của nó rất là lớn. Và tôi cũng tin tưởng rằng sau này các học sinh của trường Phan Bội Châu thành công cũng sẽ góp sức mình để tham gia làm cho quỹ tâm tài càng ngày càng mạnh lên và cái cơ hội đóng góp cho xã hội càng lớn hơn. Xin cảm ơn thầy Đỗ Văn Mùi đã đến tham gia và chia sẻ với chương trình, và thay mặt cho những người thực hiện chương trình Tâm Tài Nghệ An cũng xin chúc cho thầy cũng như tập thể nhà trường sẽ luôn dồi dào sức khỏe và xây dựng được một cái môi trường học tập ngày càng phát triển hơn nữa, để trường luôn là lá cờ đầu trong phong trào dạy và học và đóng góp cho đất nước quê hương những người con thật là ưu tú với tất cả trí tuệ và tấm lòng để xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Xin cảm ơn quý thính giả đã cùng quan tâm với chương trình và xin kính chào tạm biệt.